Và bên cạnh đó, tân đại diện thương mại Hoa Kỳ đến Việt Nam, tin từ Washington DC. Kính thưa quý vị, tân đại diện thương mại của Hoa Kỳ, ông Robert Lighthizer, sẽ công du đến Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 để dự một hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, vẫn thường được gọi tắt là APEC. VOA cho biết hôm nay thứ tư là tại cuộc họp của APEC diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 5 tại Hà Nội, ông Lighthizer dự trù sẽ gặp gỡ nhiều đối tác trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đã rút khỏi ngay sau khi ông Donald Trump nhận chức tổng thống. Kính thưa quý vị, ông Lighthizer được cho là sẽ cung cấp thêm nhiều chi tiết về các kế hoạch thương mại của Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ song phương giữa ông Lighthizer với đại diện của Trung Cộng cũng sẽ được theo dõi sát. Ông Lighthizer đã từng nói rằng Ông sẽ làm cho giao thương trở nên tự do và công bằng hơn để mang lại lợi ích cho công nhân, nông dân, nhà chăn nuôi và doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Các thành viên còn lại của TPP như là Việt Nam, Nhật Bản và Úc vẫn đang tìm cách làm hồi sinh thỏa thuận thương mại mà ông Donald Trump coi là thảm họa. Trả lời báo chí vào hôm 16 tháng 5, thì thủ tướng của Nhật Bản ông Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tái nhập lại TPP và năm nay cũng diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa hà nội và washington với các chuyến công du cấp cao thủ tướng cộng sản việt nam ông nguyễn xuân phúc sẽ tới hoa kỳ vào cuối tháng này việt nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh apec vào cuối năm nay tại đà nẵng và tổng thống donald trump sẽ đến tham dự